Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Tiếp tục chương trình hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn Joy Y20 Dream Fusion. Ok, bây giờ mình sẽ khui hộp và lắp các bạn nha. Ok các bạn, như vậy là mình đã hoàn thành xong phần khung xương của nó rồi các bạn ạ. Nhìn nó khá là đẹp. Với bộ lưng, bộ sừng ở trên lưng. Cái con này thì không có gì đặc biệt, nhưng mà có cái điểm nhấn là ở cái bộ sừng trên lưng các bạn ạ. Cái bộ sừng ở trên lưng thì nó đẹp hơn. Điểm nhấn, điểm đặc biệt thì nó sẽ ở cái bộ sừng này. Ok, thì bây giờ mình sẽ cho nó chạy thử để cho các bạn xem nha. Ok các bạn, thì con này thì cũng dùng loại pin bé thôi các bạn ạ. Cơ bản là giống dòng các cái dòng roi kia, Y-Liger hay là Hunter sói, rùa pháo thứ, dùng loại pin bé thôi. Đây là công tắc của nó các bạn nhé. Đây, công tắc on off này. Đây sẽ kéo vào này. Ra là sẽ là off, đẩy vào sẽ là on. Ok, giờ mình cho nó chạy thử nha. Như mọi con thì dòng roi thì khi chạy thì nó sẽ miệng nó sẽ há ra các bạn ạ, đuôi vẫy, cơ bản là thế. Đây mới chỉ là chức năng đi bình thường của nó thôi, tí nữa chức năng đặc biệt của nó thì sẽ ở cái bộ sừng này. Sừng nó ở trong tấm đìa đã được làm sáng lên đặc biệt. Ok, bây giờ mình sẽ bật chức năng đặc biệt bộ sừng này nha. Ok, để cho chức năng đặc biệt của nó hoạt động ấy thì các bạn ở đây có hai cái chốt này, các bạn đẩy nó ra đó, đẩy nó ra là nó sẽ như này. Ok, bây giờ mình sẽ cho nó di chuyển nha. Ok,
Đó các bạn thấy chưa? Di chuyển thì cái sừng mũ của nó được tách làm đôi, như là đang vẫy cánh bay các bạn ạ. Nó nhìn rất là đẹp các bạn ạ. Con này nhìn khá là hay, nhưng mà con thấy con này mình thấy là tốc độ di chuyển của nó chậm các bạn ạ, chậm chỉ ngang con rùa pháo với dòng rùa radar thôi. Đấy, các bạn thấy chưa, nhìn bộ sừng của nó như là cái cánh ấy. Đặc điểm các dòng đồ chơi Nhật Bản này thiết kế rất là khoa học các bạn, rất là thông minh, mọi chi tiết gắn kết với nhau rất là logic. Mỗi một bộ phận thì sẽ có một chức năng nhiệm vụ riêng. Hiệu ứng rất đẹp các bạn ạ. Ok, bây giờ mình sẽ lắp tiếp bộ sừng vào nha. Ok các bạn, như vậy là mình đã hoàn thành xong cả cái con khủng long này rồi các bạn ạ. Lắp nốt bộ giáp và nhìn rất là đẹp, màu xanh lá. Điểm nhấn của nó thì mình thấy đặc biệt nhất là bộ sừng này. Điểm nhấn ok các bạn, bây giờ mình sẽ cho nó chạy để các bạn xem nhé. Tốc độ di chuyển của con này thì khá là chậm các bạn ạ, chậm ngang rùa, chậm ngang con rùa pháo.